đóng cửa kho quẹt ra ngăn, không có vụ để tăng cho chó gì hết trơn á. Mình không có đủ cái bước để cầu nguyện cho người ta. Tôi thấy hồi nãy cô Phật tử Việt Nam á, cô điện mà tôi đâu biết cổ mình muốn mình ở tôi điện mà tôi mình nghĩ là thấy tội. Thôi chồng nuôi đứa con 21 tuổi mà không đủ khả năng cho nó học hết đại học, cho nó qua cao đẳng. Mà nghe vụ tượng này cái gửi 50 đô. Nãy tôi đâu biết, tôi tưởng tôi đã tra đó chắc mấy người đại thí chủ. Nhưng mà hôm nay tôi không có dám gọi, bữa nay mới gọi thôi để cho họ chuyển tiền cho họ vui phải không. Nghe nói vậy tôi chỉ nhận 500 ngàn thôi, nhưng mà cô không chịu, cô cũng vẫn chuyển ngàn 1.170.000. Mình thấy là tội nghiệp. Trong khi ngồi Mai, tôi hỏi cô làm nghề gì, nói con Mai, Mai bây giờ Mai Việt Nam bao nhiêu tiền, giờ toàn là công nghiệp không Mai bao nhiêu tiền. Thế vậy cái số tiền đó mình thấy tội nghiệp, tôi nói thôi chuyển qua cái quỹ từ thiện đi. Đừng có lấy tiền nữa sao? Không lấy cũng tội, tôi lấy một chút thôi mà cô cũng chuyển nữa. Nói rồi thôi, dù Quan Âm mà thì người ta cúng Phật chứ phải cúng cho mình, thấy không? Rồi nhưng mà vậy, nhưng mà tôi chỉ nói là thôi, cái tấm lòng vậy tôi nhận 500 ngàn thôi. Nên là tôi biểu ghi địa chỉ đi, có địa chỉ để tôi muốn ai về mình gửi chút số đồ, chút đồ về cho cô. Rồi tôi nghe mấy người cúng tội nghiệp quá. Hai mẹ con đùm bọc nhau sống mà. Mai con nó ráng đi học, nó giờ nó đi học gì, cái nghề gì quên rồi. Giờ nó đầu nó làm được rồi cũng mừng. Có những người nghèo họ hết sức là trong sạch. Mình thấy những người nghèo hết sức là trong sạch. Toàn là những người toàn là nói giả tạo. Không người tu nói toàn là người mà bỏ bạc tỷ ra chứ sư cô thấy không? Chưa hẳn là những người trong sạch nha. Nhiều khi họ bỏ tiền cái đồng tiền dơ bẩn. Những người nghèo họ đi mai từng cái áo dài, mai từng cái quần. Vậy mà họ trong sạch, mình nghĩ vậy. Tôi hỏi chứ cô biết tôi lâu chưa, nói con nghe Pháp thầy từ năm 2019 tới giờ tới trò 4-5 năm rồi. Ngày nào cũng theo dõi bài Pháp thầy trên á. À, tôi nghe nói cái tội. Vậy cái tự nhiên nó buồn. Ngẫm lại cái vậy cái nó buồn. Giống như hồi xưa tôi ở, cái tôi mới lên Sài Gòn một cái chùa. Một cái chùa đó nghe, có cái bà đó bán cái số mà cái giò bà nghe đi cà sạch thì nè. Mà bà chỉ thương cái giọng ông thầy đó là tụng kinh hay thôi. Mà bà đi bán cái số, bà mới gặp mấy cái người nhà quê đó bán mật ong đó. Bà đi mua cái chai mật ong được, mà mua bà Hà Tiễn lắm á, bà mua được có 2 xị mật ong thôi. Mà cái chai nó lại là cái chai giống như chai gì mà nó hơn 2 xị đó. Vô đưa đó thầy á, thầy. Thầy ơi thầy, cái giọng thầy tụng kinh hay, con ráng con bạn người bác, con dặn mấy cái người nhà quê á đem mật ong thiệt lên để mua cúng dường cho thầy uống, để cho thầy có sức khỏe thầy tụng kinh nha. Trời ổng nạt quá nghe, ai cần ai biêu đi. Rồi đất ơi, bà ngồi bà khóc ròng nghe, mà bà khóc mà bà không có giận, bà không hiểu là mấy ông thầy này thừa khả năng đó, thì cô hiểu không? Sài Gòn mà. Bà nói chắc thầy chê ít quá. Bà tưởng là thầy chê ít chứ đâu biết là ông không cần. Ví dụ giờ bà đi bà mua ông vậy đi, nhưng mà bây giờ ví dụ là lạ sao ta dám uống. Nghe nói bị dắt mặt mà ông thiệt là nghe cái tai là ta đã ớn rồi, thấy không? Mà lấy cái chai nó phải chai gì đổ vô nữa thì ông không cần cũng trốn. Nhưng mà bà này tội nói chắc con mua không đầy chai, thôi thầy ráng đi, mỗi con để dành tiền con đủ 1 lít, con mới mua chai 1 lít cho thầy. Này con mua có 2 xị. Cái tôi mới là tôi hỏi thôi à cụ, mà nãy con đi bán vé số gì một ngày lợi nhiêu là lâu lắm rồi. Cái đó hồi năm 92 rồi. Rồi con ráng con để dành tiền, ngày con để chút đủ 2 xị mật ong. Rồi cũng ông thầy đó, là tôi có cô Phật tử tên là cô Diệu Phụng sao rồi cổ tha thiết cổ xin tôi cổ quy y lại tôi mới đặt hạnh phúc chứ không quy lại. Nhưng mà tại vì á là cổ quý tôi quá đi, coi như cổ không có chồng,
mà ông thầy đã nói các cái am nó thắt gì đâu á, là dám bông tai của mẹ cho dễ dàng cà rá lột đưa. Vậy mà tới giờ giờ phút bệnh á, là đưa một cây mấy vàng đó, mà tới giờ phút của bệnh của khó khăn á, xách đồ xách nảy chuối với xách trái sầu riêng ra cúng dường, thế điều mà ông đem đi dục vậy đó. Nó cái hạnh người tu vậy thấy tội không? Cho nên mình đi sâu vào đó là mình mới thấy thấy những người Phật tử rất là tội. Hồi xưa con còn ở miền quê á, con tu á, cái bà con nhớ tới bà cụ núi à, sau đó con mới ra 13 tuổi rồi, 23 gì đó, tội nghiệp đó, mà con đâu có biết đâu. À, canh ngày ấy thầy đi móc lúa á, đi móc lúa, mà lúc đó là bà 73 tuổi rồi, đi móc lúa, xong cứ thấy con đạp xe đạp đi học á, à, do thấy tội nhá, cái đi móc lúa để dành lúa bán, cái đem 50.000 cho con, mà con đâu có biết bà được móc lúa đâu, xong cái bà đi chung với bà nó, bà tội lắm đó chú, lúc đó con còn chút tiểu à, bà đi móc lúa bà bán để dành cho chú tiền đi học của chú, chú nhận cho bà vui, trời con nghe nói vậy chứ con không muốn nhận luôn. Trời ơi, sao mới đưa cho con, nó thôi mà cấp đi mà đừng, con không có nhận đâu, tại vì sao mà đi làm thật khổ mà để dành nó, cái đồng tiền con không dám nhận, con ở bên đó nó khóc ngon lành à, nó bây giờ á con không dám nhận đồng tiền này, thật sự con không dám nhận, tại vì á bà đi móc và đi cực khổ lắm để nhận tiền nó bỏ uống thuốc, con không dám nhận, nó nói chú nhận dùm cho tôi vui đi, tại vì á tôi thấy chú tội, chú đạp xe học chú đi học rồi lỡ như lỡ xe xì rồi khát nước giữa đường là sao, nó giảm không sao hết, nó con có tiền, cái tiền là cái thầy cho con với bọn nó vậy đó, mà nó không chịu không, đúng mà khóc à, con không biết làm sao, con khó xử quá, con nhận xin con lên con bỏ vô thùng phước xương trên chuồng á, con nói cái tiền này không phải con nói với Phật là con không phải là con cúng đâu, à cái này là của bà cụ đó, cúng bây giờ con khó xử có đúng mà khóc lại, con không thể nào con không nhận được, con đem lên cúng cho Phật, chứ con không dám nhận cái đồng tiền này, con nhận con sợ con mắc nợ lắm, trời ơi mà đúng mà khóc ngon là cái bà đứng cái bên đã lặng lẽ thôi, chú nhận đi cho nó vui, mà con nhận không đem lên bỏ vô thùng phước xương con không đánh đâu. À, cái đám nói ra nó đụng hàng, cái đám thầy tu trẻ mà ngày nay không có biết gì tội lỗi, chùa chiền còn mới tin nên đi đập, trong khi chùa thì bây giờ càng ngày càng vắng Phật tử, giờ nếu Phật tử ở đâu đi chùa, sao cái mùa dịch này mà biến, bây giờ cứ đổ thừa là đập cho rộng, trời tôi đau quá trời quá đất, đập tháp tổ, đập chùa chiền, đập cái điện nó mà đập lại lặng hả. Hồi xưa cái chùa tôi làm là Phật tôi đổ đúc không á, mà đập nghe nó mong trưởng ban trị sự qua nó về nhà tổ lớn chánh điện không nên đập, trong khi ngày xưa đó cái thời nhà Lý á, bởi vì mấy thằng tu mà nó tu dốt á, nấu ra nó đụng chạm tôi chửi nữa, nó tu mà nó ngu, nó ăn bả hèm, ăn cắm xấu, nó ăn mấy cái tổ thúa nó ngu á. Nếu nói là cái chánh điện nhỏ hậu tổ không đúc không thể vậy thì đi ra một cái chùa một cột không biết, nó đi ra nó ăn bả hèm, mà cám sấu, nó ăn ruột cùng rùa gì mà đi đại hội Phật giáo ở ngoài Bắc mà nó ngu tới mức độ vậy đó. Nói tôi chửi cho mà nghe, trong khi cái chùa thờ nhà Lý đó, Lý Công Quận ông cắt cái chùa một cột, cái chùa một cột tính ra, cái ai ra chùa một cột, cô ra chùa một cột chưa? Ông tính ra chưa? Cái chùa một cột bề ngang nó có 4 thước, bây giờ nó có 4 thước à. Vậy mà bây giờ cả thế giới đều biết đó là cái chùa một cột, cái chùa của đời nhà Lý. Còn cái đám tu sĩ ngày nay nó ăn cái gì, nó ngu, chắc nó chui vô cái quần đàn bà, sao mà nó ngu quá trời ngu, tôi chửi không danh từ nào, tôi không tiếc. Cứ tối ngày, cứ thầy chùa, mà bây giờ cái chánh điện tôi con làm vậy đó, mà nói rằng cái chánh điện nhỏ hầu tổ không nên. Rồi bây giờ bao nhiêu Phật tôi đem đi đập hết, nó đem đập bây giờ. Giờ thời buổi này mà đi giờ hết bao nhiêu đó xuống làm cả tỷ bạc. Bởi nó không biết gì tội lỗi hết trơn. Đây là nó nghèo cả dòng họ nó mạt cho mà coi, chứ không phải một mình nó tàn mạt. Gian quỷ đó kiếm tiền. Người đi kêu gọi, đi nai cái thân đi kêu gọi.
Bởi tôi nói thật sự, tôi đau, nó đau nhiều cái nó buồn, ghê gớm. Sửa ra là ví dụ đạt, người ta cúng được bao nhiêu. Cái đám tại chùa này nó không có biết tội lỗi, nó chỉ ngồi, nó ăn xương máu người ta, nó chỉ ăn tỉ người ta, nó chỉ ăn xương cốt người ta thôi. Nó không biết gì tội lỗi hết trơn á. Cúng dường bao nhiêu, bắt đầu dư á, rồi bắt đầu bỏ túi làm của riêng, đi mua đất, là kinh doanh. Chỉ vậy thôi, bây giờ không biết cách nào mà... Cho nên tôi nói thiệt cái sao bây giờ nói ra nó đụng chạm á. Giờ nghe nó cúng dường chứ tăng một đồng tôi cũng muốn cúng nữa. Tôi nói thành thật á, người nghèo thì cái nghiệp của họ mới nghèo. Nhưng mà người nghèo mà nếu họ gì cái nghèo quá mà họ cố họ dương lên thà mình để mình ủng hộ cho họ chứ thiệt. Giờ cúng chứ tăng một đồng. Tôi nói vậy rồi không biết thì quả báo tôi đời sau rồi mình làm tăng nữa không ai cúng không biết thật sự. Nó phí phạm, vô cùng phí phạm. Cái gì cũng đi đập. Bởi cho nên rồi bây giờ đạp cái đó thừa để lại cho đời sau, cắt cho đời sau. Đó chính tôi nè, hồi đó cũng làm gì cũng nó để đời sau, nó giờ đời sau nó chưa gì mình còn sờ sờ ở đây nè, mà nó đi đập. Nó đập. Đập chứ thầy. Đập không biết nghe ông sư đại tôi ông báo cho tôi biết vậy nó là. Ủa mà con thấy chánh điện đẹp mà bự mà bữa thầy xô con coi đó. Thì bây giờ chánh điện nó nhỏ nó hồng tổ cái này ông trưởng ban trị sự. Có sao đâu. Mà ở tỉnh mà ai cho nó tụng được bao nhiêu người mà phải đặt kia cho tốn tiền rồi. Nó không đủ. Rồi tháp tổ, tháp được kia đập hết, tháp tổ, đập luôn, đập đi. Tôi nói kỳ này mà nếu mà kỳ này mà làm không xong là nó cả dòng họ nó coi như là ngóc đầu không lên. Chết bắt nó kỳ tử hết chứ không vừa đâu. Giờ chỉ còn cái đám Phật tử ngu nó cúng dường à, chứ Phật tử khôn đâu cúng dường nữa đâu. Nghe nói làm chùa làm kia là nó ngán gần chết nó rồi. Bao nhiêu thế hệ rồi. Chỉ có đám Phật tử nó ngu si, nó ngục cái đầu, nó chui vô nó cúng dường. Chùa cũ thì nói gì, đập cũng được đi. Chùa mới nè. Đâu có bị gì đó. Tôi giao rồi thì tôi không nghĩ, tôi không hối tiếc gì nữa, nhưng mà tôi đau. Đau lòng mà mình nói không được. Mình biết đó là tội lỗi mà mình nói không được. Đó là cái trách nhiệm mình bị đau. Bây giờ ở đây làm bao nhiêu đi thôi, không có làm gì nữa, trơn đủ rồi đó. Chỉ có khi nào làm cái lá bồ đề treo qua âm nữa thôi. Đủ yêu cầu có chỗ nơi trong sạch lễ bái tu hành. Đừng có ham chùa to Phật bự gì trên á. Tôi vì các ông các vị đó mà tôi mất cái lời uy tín tôi với Phật tử là tôi nói tôi không làm chùa. Nhưng mà giờ có quý vị kẹt lắm tôi phải làm ra cái ngôi tâm hảo. Cho nên tôi đâu có dám xin ai đồng nào. Ai biết thì cho thôi chứ không dám xin. Bởi vì mình lên tiếng vậy rồi, giờ mình xin sao nữa là xin. Bây giờ con làm đó là biết sao mà có ông thầy có duyên hỏi với thầy lâu rồi thấy. Vậy đó bây giờ nếu mà mấy thầy tới đây á thì mình trước mắt tạo điều kiện cho người ta có việc làm. Người ta có chỗ ăn, chỗ ở, việc làm. Mà thầy nào chấp nhận vậy thì mình sẵn sàng mình mở rộng vòng tay. Đó như tôi nói ông hôm qua đó. Bây giờ nếu mà bây giờ mấy thầy qua chấp nhận thì cho mấy thầy đi làm tháng ít nhất cũng có 500 đồng bỏ túi, hoặc cho cha mẹ, hoặc sử dụng riêng tư. Đó là tôi kiếm việc làm để có ngày nay. Ngày nay á, để đi chở cho tôi ra cái chỗ điện tử đó, tôi apply cái nó có nhận làm không, kệ tôi, ráo tôi đi làm. Đặng cái làm buổi tối để cho mấy thầy. Đắp cái y mà ngồi chiếm trệ đó mà để nhận cái bao thơ mà cười hí hởn rồi xong rồi chưa cởi y ra là lo nhiều chuyện, lo nói ba đông nói tay thì tôi nghĩ không biết xứng đáng cái gì. Nó đắp cái miếng sắt nóng mà bề chua vào địa ngục mà không hay. Tôi nghĩ cái tụng kinh cũng vậy nữa. Làm sao mà bây giờ quý vị không có tụng kinh dài, tôi nhắc hoài mà tụng sao mà hai người không có chú tâm. Ráng bên hai tự y có hai lần,
rồi tự quy tăng không nhớ, rồi ha đọc chữ Hán rồi đọc chữ Hán, đọc chữ Việt rồi đọc chữ Việt, ba hồi Hán ba hồi Việt. Bây giờ mình thống nhất cái bài tự quy y là đọc chữ Hán, là dịch tiếng Việt nó kỳ lắm, tự nhiên trí tuệ như biển nó kỳ, thà trí tuệ như hải đi, và thống nhất chữ Hán luôn, chữ Việt luôn, tự quy Phật. Có những bài kinh nó dịch ra không được, dịch ra tụng nghe nó lãng xẹt à. Giờ thí dụ như bài Thiên A Tu La dịch sao đẳng vậy, nếu dịch ra đọc nghe không hay, thà để nguyên văn thì nó hay. Thế còn cái bài tự quy đó, tự quy Phật đương nguyện chúng sanh, chứ không có xin nguyện chúng sanh thể theo đạo cả, phát lòng vô thượng, nghe nó kỳ lắm. Tự quy Phật đương nguyện chúng sanh thể giải đại đạo, phát vô thượng tâm, tự quy pháp đưa nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải. Chứ còn tự quy ta pháp đưa, tự quy tăng đưa nguyện chúng sanh thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại. Chứ còn mà mình dịch cho nó kỳ lắm, rồi người đọc chữ Việt, rồi người đọc chữ Hán nó tới khoe à. Rồi mà thống nhất cái gì mà thống nhất một thứ vậy đó. Ông cái lộn nhất thì đã thừa. Thôi chịu đi, chịu đi. Dứt khoát cái bài Bát Nhã là không dịch nha. Cái bài Bát Nhã dầu cụ Thanh Từ hay là cụ Nhất Hạnh hay là cụ Huệ Đăng, tất cả gì nào về dịch cũng không hết nghĩa. Nó có 210 mấy chữ mà một cái đại trí tuệ mà dịch tiếng Việt sao hết nghĩa được. Cho nên bài Bát Nhã là dứt khoát, cỡ gì cỡ không đọc nghe. Là sư phụ không bao giờ cho đọc cái nghĩa, ông không bao giờ cho đọc cái dịch nghĩa. Ông nói bữa nay kinh dịch nhiều quá, ông không thích nữa, đọc cái âm cho tôi, đọc một là đọc âm thôi, không có đọc cái nghĩa. Không phải mình lại đọc chữ Hán, mà chữ Hán nó sâu sắc lắm, dịch ra nó hết nghĩa được. Cho nên nó sư phụ ở bên đó là ông không bao giờ cho quý thầy ở trong chùa đọc cái nghĩa, cái gì ai dịch thêm mặc kệ, không quan tâm. A Di Đà là A Di Đà, không có A Mi Đà. Cái chuyện mà ông nào đổi xưa nay, A Di Đà Phật là A Di Đà Phật, không có A Mi hết đâu. A Di Đà là tàu. Có của Hòa Thượng Thích Tịnh. Còn tàu là A Mi Tu Phu. Xưa nay là cái chữ tổ trước, có những cái mình phải giữ gìn y vậy, có những cái cần thay đổi thì mới thay đổi, chứ không phải thay đổi là bậy bạ đọc nghe nó rất quớt à. Bây giờ quyết định là thống nhất là bài kinh Bát Nhã là một, bài tự quy y là hai, là dứt khoát không đọc chữ Hán chữ Việt mà chỉ đọc nguyên cái chính văn chữ Hán thôi. Tự quy Phật đương nguyện chúng sanh đàng hoàng. Không, không có, nhưng mà nói hờ vậy đó. Cái bài gì dịch cái bài dịch nghe được chứ mà giả dụ ví dụ như tổ quầy đang dịch tâm trí tuệ thinh thinh rộng lớn sáng trong ngần chẳng bận mãi tràn lào lào một tấm tiên chân gì đó bao trùm muôn loại chẳng phân tính phào, nghe nó cũng rất que à. Người thơ luôn á. Nhiều khi mình nó không dám nói bài tổ cái thời á, tổ Huệ Đăng dịch kinh Di Đà, kinh Du Lan á là siêu đẳng cái đó, dân có học dữ lắm, tổ người Bình Định nè dịch được cái đó hay, nhưng mà tới người bài kinh Bát Nhã nghe nó kỳ lắm. Cái gì cái khúc đoạn sau đó gì mà ồ bây giờ cái này sao vậy thầy, cái đó ông còn kho nữa. Bây giờ 8:30 tôi đi giảng nữa.
cái bài mà Thiên Atula cũng dịch ra cũng hay. Thiên Atula dịch sao đẳng lai thính pháp và ân ký tâm ủng hộ Phật pháp sử trường tồn, các cá thế thế cần hành thế tôn giáo, chư hữu tín đồ la chí thử hoặc tại địa thượng hoặc hư không, thường ư nhân thế khởi từ tâm, trú dạ từ thân y pháp trụ, nguyện chư thế giới thường an ổn, vô biên vô trước quần sanh, sở hữu tội nghiệp tịnh tiêu trừ, viễn ly chúng khổ quy viên tịch, hàng dụng giới hương đồ vinh thể, thường tùy định phục, thường tùy định phục dĩ tư thân, bồ đề diệu hoa biến trang nghiêm. Không có trách chị Hán, dịch ra việc là trời Atula đến nghe gì đó pháp trời Atula là dịch kiểu chữ Hán, còn dịch ra là trời Atula gì vậy, dịch so thải dạ là hồi nãy tôi đọc ghi ra chữ Hán đó, còn dịch ra là trời Atula dịch so thải đến nghe Phật pháp nên trí tâm gì đó. Con hay đọc cái bài đó, bài cái việc đó. Bây giờ mình cái bài đó cái việc cũng hết nữa. Bởi vậy con học chùa con đọc cái đó không biết con quen không, bây giờ con cũng hay thay lộ qua đó. Trời Atula là việc xa đẳng đó. Con hay nó xong rồi đó nha. Dạ, cái đó xong được, thuốc được rồi đó thầy. Đúng ra nếu mà lanh trí chút nữa đó là cái buổi khuya đó, cái bài tứ hoàng thệ nguyện đó là phải tự tánh chúng sanh thệ nguyện độ, chứ không có chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Nếu là lanh trí á, là tại sao cái buổi con buổi khuya là mình tu cho mình, mình tu cho mình, cho nên mình mới nguyện là tự tánh của mình, tự tánh chúng sanh, là chúng sanh trong lòng mình á thệ nguyện độ, thì nguyện dứt trừ độ tận đó, là tự tánh phiền não thệ nguyện đoạn, tự tánh pháp môn thể nguyện học, tự tánh Phật đạo thể nguyện hành. Chứ còn chúng sanh vô biên thì buổi khuya nó không có hợp, nhưng mà vì mình không có nhanh trí được. Còn ba cái câu đó, nguyện trú kiết tường, giả kiết tường á, cái kiết tường là thứ nhất á, là nguyện sinh tam bảo thường, nguyện sinh nguyện trú kiết tường, giả kiết tường, trú giả luật thời hàng kiết tường, nhất thiết thời trung kiết tường giả, nguyện sư nguyện chư thượng sư ai nhất họ, cho nên mới dịch ra là nguyện sinh chư Phật thường gia hộ, bị cái chữ thượng sư đó, thượng sư là vị trí cho Đức Phật. Tôi nhớ ba lần nó khác nhau được. Cái câu thứ nhất là nguyện sinh nguyện chư thượng sư ai nhất họ, rồi nguyện sinh tam bảo ai nhất họ, rồi nguyện chư hộ pháp thường ủng hộ. Nhớ ba cái đó là nhớ, nó dễ nhớ nè. Rồi công phu chiều á là cũng mới nhớ ba cái, tự nhiên đang nói quên. Là đầu tiên là nguyện sinh thượng sư, nguyện chư thượng sư rồi ai nhiếp thọ. Rồi cái câu thứ hai là nguyện chư tam bảo, hay là nguyện sinh tam bảo ai nhiếp thọ. Đâu, nguyện chư hộ pháp có thường ủng hộ. Là cái câu cuối. Phải nhớ mấy cái mẹo, cái dễ nhớ lắm. Còn cái bài của Vũ Triều á, thần chú gia trì tịnh pháp Phật. Phổ thế hạ sa chúng cô hồn. Nửa sai. Phổ thế hạ sa chúng Phật tử. Thấy chưa? Phải nhớ. Rồi nguyện thần chú gia trì pháp thế thực, rồi phổ thế hà sa chúng hữu tình đó. Bây giờ bữa nào làm lại đi, vô hạ mà làm đó. Bây giờ thấy không, mình đâu làm ông thầy mà mấy căn bản đó không rành sao làm thầy được đó. Cho nên tôi nhắc nhở tôi thầy để mình nhớ, cho nên tôi nói thiệt á ha. Mà nói về cái quy cách mà kinh kệ, tôi không biết tán ư a, không biết tụng ư a. Chứ mà về cái những cái bài phục nguyện nè, những cái bài niệm hương nè, hai thời công phu nè, là tôi danh dách từng chữ một. Tôi nói thiệt á, tôi phải tôi nổ nha, mà tôi nói thiệt vậy đó. Chỉ từ là bây giờ cái đầu này nè, nó không còn nhớ nữa, cho nên có khi nó quên ngang thôi. Nhớ đó, thần chú gia trì tịnh pháp thực. Ủa, thế
chúng Phật tử là thần chú gia trì pháp thí thực. Tên là thần chú gia trì cam lồ thủy. Đó, là mới tới câu hồn. Nhớ ba cái đó thôi thì mình nhớ nguyên bài à. Bởi vì tại sao thần chú gia trì tịnh pháp thực phổ thế hà sa chúng Phật tử? Tại vì Phật tử á, ăn bằng cái pháp thanh tịnh, cái tịnh pháp thực á, thần chú gia trì pháp thí thực phổ thế hà sa chúng hữu tình. Hữu tình á, thì ăn bằng cái pháp thí, là thần chú gia trì cam lồ thủy ngã chưa chúng cô hồn. Là tại vì cô hồn cái bụng nó bằng cái trống, cổ nó bằng cái kim, nó ăn gì được. Cho nên phải cho nó ăn bằng cái vị cam lồ. Cho nên là cam lồ thủy đó. Rồi từ cái nghĩa đen như vậy đó, rồi mình mới giải thích cái nghĩa bóng ra. Tại sao mà thần chú gia trì tịnh pháp thực phổ thế hà sa chúng Phật tử, và tại sao thần chú gia trì pháp lý thực phổ thế hà sa chúng hữu tình, và tại sao thần chú gia trì cam lồ thủy phổ thế hà sa chúng cô hồn. Nhiều ông thầy đi tụng đáo mà đâu có hiểu nghĩa đâu. Tôi chỉ mong là tăng chúng ở đây là phải hiểu hết cái đó đó. Tôi đã hiểu hết mấy căn bản rồi đó thì là đủ cái pháp làm thầy chùa, là đủ cái pháp làm trụ trì, không nào chê mình được hết trơn á. Còn không khéo là ngu si cả đám, ăn bám cả lũ. Thấy chưa? Một đống đó là không chịu dòm xuống đó. Rồi phía đọc ra nữa. Tán lễ Thích Tôn vô thượng năng nhân, tăng kỳ cổ viễn tu nhân. Nhân đây là tam nhân Phật tánh, chứ không có tu chân nha. Nhớ cái chữ đó để sửa cho nó quen. Tăng kỳ cổ viễn tu nhân. Nhân là tam nhân Phật tánh á. Chân mấy ông thầy dốt với anh Bảy á. Hồi đó hồi tôi qua tôi cử giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất hồi kỳ đó, tôi cử ngay với Hòa Thượng Từ Đàm luôn á, chúng ta xa lạ. Rồi sau này lấy quyển kinh ra minh chứng rõ ràng rồi đó. Tôi cử đúng chứ không phải mà tôi. Cho nên nó sợ dĩ họ ghét tôi từ lúc mà tôi bước đi qua Mỹ này là cái bài đó đầu tiên tôi cử đó. Tán lễ Thích Tôn vô thượng năng nhân hay là năng nhân, bởi vì cái chữ Thích Ca đó dịch đó là năng nhân á. Tăng kỳ cổ viễn tu nhân, nhân ở đây là tam nhân Phật tánh, là chánh nhân, là duyên nhân, là liễu nhân, chứ không có tu chân. Kỳ đó Hòa Thượng Từ Đàm lên đấy, mấy thầy đọc sai, tu chân chứ sao tu nhân. Tôi lên tôi quất liền tại chỗ để đời luôn á, tôi nói thiệt. Giờ mà ông thầy nào mà hồi thời đó là đều biết tôi quất liền tại chỗ để đời luôn mà. Ông cụ giật bỏ video đi xuống luôn á. Rồi bắt đầu là nói tôi là mới Việt Nam qua mà hổn này kia, là tôi đâu có hổn. Chính Hòa Thượng nói sai tôi lên tôi sửa thôi. Sửa mà không ai sửa là được, tôi sửa đúng mà. Ông bỏ video đi xuống luôn á. Thì tôi nói thiệt, nói có hơi có ông Từ Đàm có nghe tôi thì quan hỷ cho tôi mượn cái duyên này để tôi nhắc nhở đó. Cả đại chúng đều không lên sửa được luôn. Con không biết đâu thầy nói thầy làm gì. Thầy ý là con làm xem thử con làm được cái món đó được rồi. Con nấu bún á, con nấu bún là con nấu với cà chua, xào với cà chua như vậy. Nó bún. Bỏ